Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có đang thắc mắc là để trở thành một giáo viên tiếng Anh thì chúng ta phải cần phải có những gì không nè? Ok, nếu các bạn có thắc mắc đó thì đây là video dành cho các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lộ trình để trở thành một giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp ngay cả khi bạn không học chuyên ngành tiếng Anh. Chúng ta cùng bắt đầu nha. Let's go. Hẳn là có rất nhiều bạn thắc mắc là để trở thành một giáo viên tiếng Anh thì cái khả năng tiếng Anh của mình phải ra sao? Mình cần phải có những bằng cấp gì? Chúng ta cần bắt đầu từ đâu, đúng không nào? Rồi, thì với cái kinh nghiệm rất là đặc biệt của bản thân mình, đó là mà kỹ sư bách khoa nhưng mà đã có gần 9 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và đồng thời là thạc sĩ giảng dạy ngôn ngữ của Đại học Concordia University, Nebraska, Mỹ. Thì hôm nay Miss Watt sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả những gì chúng ta cần, mình cần phải bắt đầu từ đâu để mình có thể bước đi trên cái con đường giáo dục trở thành một giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp. Chúng ta bắt đầu với nói và phát âm nha. Đầu tiên ha các bạn, để chúng ta có thể trở thành một English teacher hoặc là một số chỗ người ta gọi là TESOL teacher hoặc là ESL teacher đó, thì chúng ta cần phải có phát âm tốt trước và kiên quyết là chúng ta phải biết cách phát âm chuẩn 44 âm trong bảng phiên âm quốc tế IPA. Và bên cạnh đó, các cái việc nhấn âm nè, nối âm, nuốt âm và nhấn nhá trong câu, trong từ chúng ta phải làm thật tốt. Cái này là điều kiện để mà mình tạo cái sự tin tưởng và mình thuyết phục nhà tuyển dụng, cũng như là mình gây ấn tượng với lại học trò của mình. Các bạn có hình dung đi, khi mà mình nói tiếng Anh ra, mình nói tiếng Anh hay, tiếng Anh chuẩn, người khác nghe người ta sẽ dễ tin tưởng vào khả năng của mình, đúng không nào? À, và đặc biệt á, là các âm đuôi nè, S, E, S, E, D, chúng ta phải nói cho thật là rõ, thật là đúng chuẩn nha các bạn. Những cái này học trò mình hay sai, nhưng nếu chúng ta là giáo viên là mình không có được sai đâu đấy. Xong với phát âm thì chúng ta cần phải nói tốt rồi các bạn, và nó được thể hiện ở cái sự trôi chảy, fluency, và sự chuẩn xác trong cái ngữ pháp khi nói của mình, grammatical accuracy. Tối thiểu là chúng ta phải nhuần nhuyễn năm thì cơ bản, hiện tại, tương lai, quá khứ, tiếp diễn, hoàn thành, và chúng ta phải hồi đáp trả lời được các câu hỏi của học trò cũng như giải thích được các cái khái niệm phức tạp trong tiếng Anh bằng tiếng Anh một cách đơn giản dễ hiểu. Và khả năng nói của mình là các bạn thì nó cần tương đương tối thiểu là IELTS speaking khoảng từ 6.5 trở lên. Tiếp theo nói và phát âm, chúng ta cần nghe và đọc, bởi vì hai kỹ năng này nó quan trọng ngang nhau các bạn. Và nghe và đọc nó phục vụ cho mình trong cái việc là mình nghe hiểu học trò nói, và đồng thời chúng ta nghe và hiểu được các cái đồng nghiệp người nước ngoài của mình. Ít nhất là chúng ta phải hiểu được khoảng 80-90% những gì họ nói, và mình cần phải làm quen với các cái accent Anh, Mỹ, Úc khác nhau. Bên cạnh đó thì kỹ năng đọc nó hỗ trợ cho mình trong việc mình đọc hiểu giáo trình nè, mình đọc hiểu các cái sách về phương pháp giảng dạy, ví dụ như là teacher's book nè, ví dụ như là syllabus nè. Thì để mà chúng ta có thể đi dạy được thì kỹ năng nghe và đọc của mình phải tương đương IELTS listening và reading từ 7 chấm trở lên nha các bạn. Thì Miss Bách chia sẻ một tí xíu về cái trải nghiệm bản thân ha các bạn. Thì khi mà chúng ta đi làm việc á, với gặp các cái đồng nghiệp người nước ngoài đến từ các cái quốc gia khác nhau á, thì khả năng nghe hiểu người ta nói gì, đồng thời là cái nói và cái phát âm của mình chuẩn xác á, thì sẽ là một cái tiền đề rất là tốt để mà mình làm quen cũng như là mình gắn kết với người ta. Hồi xưa Miss Bách đi làm á, là gặp các cái giáo viên đến từ Anh nè, từ Mỹ nè, và khi á là họ thấy là mình hiểu được họ đang nói gì và đồng thời cái phát âm của mình rõ ràng, chuẩn xác, mình nói trôi chảy thì người ta rất là thích. Công việc nó trở nên rất là trôi chảy, mình rất là dễ kết nối với người ta và mình học tập được rất là nhiều từ những cái người đồng nghiệp giỏi hơn của mình. Và có khi á, mình giỏi hơn người ta, mình chỉ ngược lại cho người ta luôn. Quá xịt, đúng không nào? Hey, khoan các bạn, chúng ta chưa xong, vẫn còn kỹ năng writing, đó là viết. Thường á, đi dạy á, chúng ta đặt nặng là nghe, đọc, nói đúng không nào, và phát âm nữa, nhưng mà một kỹ năng không kém phần quan trọng đó là viết. Chúng ta cần phải viết đúng và viết tốt để làm chi các bạn? Mình viết bài lên bảng cho học trò coi nè, mình không bị sai chính tả, không có bị sai ngữ pháp nè. Và đặc biệt á, là các bạn nào chúng ta hướng tới dạy luyện thi IELTS là kỹ năng viết của mình phải đặc biệt vững vàng nha các bạn. Nếu các bạn chỉ dạy tiếng Anh giao tiếp thôi thì khả năng viết của mình tương đương với IELTS writing khoảng từ 6 chấm là được rồi. Nhưng nếu các bạn muốn dạy luyện thi IELTS thì writing của mình phải cần từ 6.5, 7 chấm trở lên. Cho nên các bạn cần phải luyện viết đi nha. Và luyện viết ở đâu hả? I got you. Rồi, sau khi nói về khả năng tiếng Anh thì chúng ta nói tới cái bằng cấp mình cần nha các bạn. Thì hiện tại ha, một cái chứng chỉ mà hầu như là tất cả các trung tâm tiếng Anh họ đều yêu cầu ở giáo viên, đó là chứng chỉ TESOL, viết tắt của Teaching English to Speaker of Other Languages, chứng chỉ dạy tiếng Anh cho những người không sử dụng tiếng Anh nè các bạn. Thì cái ý nghĩa của chứng chỉ này là gì? Là khi các bạn cầm cái này trên tay á, điều đó có nghĩa là các bạn đã được hướng dẫn về phương pháp, về kỹ năng giảng dạy, và các bạn đã đủ khả năng đứng lớp dạy tiếng Anh cơ bản, được chưa nào? Và các trung tâm họ sẽ xem cái này đầu tiên trong các cái ứng cử viên của mình, bởi vì càng ngày nó đang càng trở thành một cái gọi là industry standard, một cái chuẩn của cái lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh rồi.
Và chứng chỉ TESOL này có giá trị sử dụng quốc tế luôn nha các bạn. Cho nên sau này nếu các bạn có dự định đi qua nước bạn sinh sống, ví dụ như là Thái Lan, Hàn Quốc, v.v. thì các bạn có thể sử dụng cái chứng chỉ này để mình giảng dạy tiếng Anh ở các nước đó luôn ha. Vậy thì các bạn sẽ thắc mắc là vậy mình học và mình nhận cái chứng chỉ này ở đâu đây? Đừng lo, TESOL Simple Education là giải pháp của các bạn tìm hiểu ở dưới link nhé. Bên cạnh TESOL thì IELTS là một chứng chỉ quan trọng không kém nha các bạn. Càng ngày nó càng trở thành một cái nhu cầu thiết yếu và là cái thước đo năng lực ngôn ngữ của giáo viên. Cả việc học và việc dạy đều cần có IELTS nha các bạn. Các bạn thấy là các trường đại học bây giờ họ đều có yêu cầu là đầu vào và đầu ra là phải có IELTS hết trơn rồi. Và các trung tâm tiếng Anh họ rất là ưa chuộng giáo viên mà có IELTS cao. Và để trở thành một giáo viên tiếng Anh giỏi ha các bạn, yêu cầu basic của chúng ta là IELTS của mình phải từ 7 chấm trở lên và lý tưởng là 8 chấm. Ví dụ như Masabat là có 8.5 nè. Nhận được rất là nhiều sự tin tưởng của học trò và cả các nhà tuyển dụng các trung tâm khác nhau nha các bạn. Và nếu các bạn thắc mắc là chúng ta học và chúng ta rèn luyện các kỹ năng trong IELTS như thế nào thì một lần nữa link in description các bạn có thể tìm hiểu ở phần mô tả bên dưới nha. Nhưng mà các bạn ơi, chúng ta có được chứng chỉ IELTS thì đây chỉ mới là điều kiện cần để mình có thể bắt đầu đi dạy thôi. Để chúng ta có thể trở thành các giáo viên tiếng Anh giỏi, có trình độ thì mình cần nhiều hơn thế. Cụ thể là chúng ta cần những cái kiến thức về phương pháp, về kỹ năng giảng dạy thực chiến để mình có thể đem đến cái sự tiến bộ, hiểu bài trong từng bài học cho học trò của mình. Các cái kiến thức và kỹ năng sư phạm này không phải là những cái mình học được trong trường đại học đâu các bạn. Đây không phải là các cái kiến thức về dịch thuật hay là các cái lý thuyết về ngữ pháp sâu, mà là cách chúng ta hiểu biết và ứng dụng vào lớp học để giải quyết và tạo ra cái bài học hay cho học trò của mình. Cụ thể nha, chúng ta cần phải ứng dụng như thế nào cái lý thuyết Second Language Acquisition, hấp thụ ngôn ngữ, để mình giải đáp cái câu hỏi là sao học hoài không tiến bộ, học cần bắt đầu từ đâu, học thế nào mới đúng cách cho học trò của mình. Hay là chúng ta áp dụng phương pháp dạy từ vựng TPR để vào các cái độ tuổi khác nhau, hay là chúng ta áp dụng phương pháp nghe và chép chính tả Listening Dictation để mình cải thiện khả năng nghe cho học trò của mình. Đó, cái khả năng chúng ta áp dụng cái này vào thực tế mới là cái giúp chúng ta elevate, chúng mình đem cái việc giảng dạy của mình lên một tầm cao mới, lên cái mức chuyên nghiệp. Và bên cạnh các cái kỹ năng giảng dạy này, chúng ta cần phải có khả năng mình điều phối cái lớp học của mình như một nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc hay là một cái vị thuyền trưởng chỉ huy con tàu của mình. Chúng ta phải hiểu tâm lý của học trò nè, chúng ta kiểm soát được cảm xúc của lớp học, chúng ta sâu sát với cái quá trình học tập cũng như là đánh giá đầu vào và đảm bảo đầu ra, cũng như đưa ra được cái lộ trình học cho học trò của mình. Tất cả những cái này kết hợp lại nó sẽ biến các bạn từ một English teacher thành một Good English Teachers. Để trở thành một giáo viên tiếng Anh, chúng ta cần bằng cấp và chứng chỉ. Để trở thành giáo viên tiếng Anh giỏi, chúng ta cần kỹ năng. Vậy làm sao để mình có thể trở thành một giáo viên tiếng Anh tuyệt vời, Great English Teacher? Để làm được điều này, không chỉ kiến thức và kỹ năng không, mà chúng ta còn cần tới cái nhiệt huyết của mình nữa. Một giáo viên tiếng Anh tuyệt vời, các bạn không chỉ được kiến thức cho học trò, mà có thể thắp lên cái ngọn lửa đam mê học tập trong các bạn nữa. Và để làm được điều này á, thì chúng ta cần phải là một cái hình mẫu về lifelong learning, học tập trọn đời. Chúng ta cần thể hiện cho học trò mình thấy mình là một người nghiêm khắc, kỷ luật và nghiêm túc với cái quá trình học tập của mình. Nó thể hiện qua những cái đơn giản thôi các bạn, đó là chúng ta liên tục mình trau dồi các cái phương pháp, kỹ năng giảng dạy, kiến thức mới nè. Mình khiêm cung, mình khiêm tốn, mình học tập từ những người đồng nghiệp, mình học tập từ nhiều nguồn khác nhau, và mình học tập từ chính học trò của mình nữa. Chính những cái việc làm như vậy, dần dần qua thời gian nó sẽ cho học trò mình thấy ok, thầy của mình là một người rất là ham học, và các bạn sẽ truyền được cảm hứng, các bạn sẽ là người dẫn dắt học trò đi theo cái hành trình học tập nghiêm túc giống như vậy đấy. Giáo dục ngôn ngữ là một mảnh đất rất là màu mỡ các bạn, và còn rất nhiều tiềm năng để khai phá. Và chính cái sự cam kết về chất lượng cũng như là với sự tiến bộ của học trò và với chính bản thân mình sẽ là cái kim chỉ nam để giúp các bạn vững vàng bước đi trên cái sự nghiệp giáo dục này. Và Miss Bách tin rằng video này sẽ giúp các bạn tìm được những gì các bạn cần để chúng ta có thể bắt đầu vững tin bước đi trên cái hành trình trở thành một giáo viên tiếng Anh. Chúc tất cả các bạn thành công, chúc tất cả các bạn dạy thật tốt, và chúc tất cả các bạn hạnh phúc với sự nghiệp giáo dục của mình. Best of luck everyone, and may you be great teachers.